Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Thốt Nốt vừa tổ chức triển khai các văn bản luật mới đã được Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ nhất, thứ hai và thứ ba thông qua. Khoảng 60 cán bộ là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ phụ trách lĩnh vực tư pháp của quận và các phường đã được các báo cáo viên triển khai 6 văn bản luật, gồm luật thi đua khen thưởng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự, luật điện ảnh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê.